Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang vai. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng tham quan tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ở đoạn này là ở thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Bên kia là công ty, nhà máy xí nghiệp của khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Bây giờ mình cùng tham quan nhé. Đang đi đón đại ca à? Báo cáo với lại các đồng chí. Đang đi đón đại ca thì thời gian nó vẫn còn sớm thì quay lại để cho mọi người xem. Tốc độ tối đa là 50 km/h, có biển hạn chế tốc độ. Đường này rộng lắm, đường Mỹ Phước Tân Vạn, đi cứ đi thẳng nữa là đi thành phố Hồ Chí Minh này, còn đi ngược lại là đi Bầu Bàng, Tây Ninh, Bình Phước đấy. Ở giữa kia là làn ô tô. Ở cái đoạn này thì đường này tên là đường DM1. Đất còn trống nhiều lắm. Mấy năm về trước thì xây dựng nhiều, cứ 2 năm trở lại đây thì xây dựng ít lắm. Mấy năm về trước đi ở đoạn này thì gọi là cứ khoảng tầm 10 mét lại có cái bộ bàn ghế nhựa bán đất. 2 năm trở lại đây thì không thấy ngồi đây nữa rồi. Những người bán đất thì người ta không ngồi đây nữa, người ta đi bán ở chỗ khác rồi. Đấy. Bây giờ thì mình đi theo cái hướng lịch trình của mình thôi nhá. Đấy, chứ không đi theo đường Mỹ Phước Tân Vạn nữa. Đấy. Đấy, bây giờ mình đi vào cái đường này này. Đấy, đi vào đường này E8. Này, đi thẳng đây là đi thành phố Hồ Chí Minh là đường Mỹ Phước Tân Vạn này. Còn đi sang đây là đi sang thành phố mới rồi đi Tân Uyên, Bình Dương các thứ là đi theo lối này. Đấy. Bên kia là công ty của khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Đấy. Đấy. Thế còn đi theo cái hướng đường này E8 này. Đường này E8 này là đi ra cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Thế là cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 3 thì đối diện là khu công nghiệp Mỹ Phước 4. Thì ra đấy là gặp quốc lộ 13 ở đấy nhá. Thế nhưng mà mình cũng không đi lối đấy. Mình đi theo cái lịch trình của mình thôi. Đi theo cái lịch trình của mình. Biển 23 không biết ở đâu. 21 Yên Bái, 22 Tuyên Quang, 23 có phải Hà Giang không? Xe đưa đón công nhân, đưa đón công nhân từ Hà Giang vào đây nghi lắm. Đấy, đường này là đường E8, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đường DG9 đây này, DG9 này. Đấy, con đường sầm uất bậc nhất này. Đấy, khu ở trong đấy là có chợ tạm đấy. Đường này rộng, rất chi là rộng. Rộng nhưng không dài. Đến đây trên kia này có khoảng tầm 400 mét nữa là hết rồi. Bên trong mét là cắt bởi đường khác rồi. Đấy, chứ không phải đường nào rộng mà cũng dài đâu nha. Có những cái đường rộng nhưng lại không dài, có những con đường mà dài nhưng lại không rộng. Dân ở hai bên đường này là đại đa số là dân tứ xứ, đến 90%. Nên là cứ 10 nóc nhà thì có 900 nóc nhà hơn ý. Tại vì như ở bản của mình ấy, chỉ dân bản địa chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ở bản của mình 10 nóc nhà thì chỉ dư cửa tầm 3 nóc nhà là dân bản địa thôi. Còn 7 nóc nhà ấy, 7 cái ngôi nhà là dân tứ xứ khắp nơi. Thì nó tùy khu, có cái khu mà gọi là khu tái định cư,
Thì cái khu đấy là khu nhiều dân bản địa ở nhất. Thế còn mình là mình vào cái khu Lùng Cồm. Vào khu Lùng Cồm là ai đến cũng được, cứ có thóc là người ta bán cho. Đi thẳng đây là ra gì đấy? Ra khu công nghiệp, cổng công nghiệp Mỹ Phước 3. Bây giờ khoảng tầm 11 giờ. 11 giờ 15 thì trẻ mới ra. Máy này mất cả thời gian thì nó quay lại thì nó không có. Thời gian thì thôi chỉ có Trần Văn Chịu. Mình đến đây 10 năm rồi. Cái ngày mình đến thì một cả tháng mới nhìn thấy ô tô. Chứ không như bây giờ. Ngày mình đến thì cả tháng mới nhìn thấy ô tô. Bây giờ ô tô chạy liên tục. Ô tô xe máy chạy liên tục. Cách đây 10 năm thì cả tháng mới nhìn thấy chiếc. Thế biết là cái sự phát triển. Cái quần nhà thì làm thật ở đào đâu ra lắm nhà như thế này. Cả tháng mới có một ô tô thì đào đâu ra lắm nhà như này. Nhờ. Cách đây 10 năm đấy, đào đâu ra lắm như này. Đường gì đây? Đường này là đường DL14, DL14 cũng rộng. Cứ thẳng hướng này là đi lên được Bến Cát, đi được Tây Ninh, đi được Bình Phước. Ở đây cái hệ thống giao thông ở đây, đây, đấy, gọi là giao thông kiểu bán cờ. Cứ đi khoảng tầm 100m, 200m là lại có một kênh ngã tư. Đấy, chỗ này lại lên đây là lại ngã tư này. Giao thông kiểu bàn cờ. Rẽ vào đây. Bản của mình mà sang cái môi trường này thì khoảng tầm 3 km. Thế mà từ bản của mình mà đi đổ xăng thì phải tầm hơn 4 cây, hơn 4 km mới có chỗ đi đổ xăng. Đấy là chỗ gần nhất đấy. Thế còn nhiều hôm mà ra cái chỗ 4 km, hơn 4 km mà người ta đóng cửa thì lại phải đi 6 km mới có chỗ để mà đổ xăng. Thế là vừa đi vừa về phải 12 km. Bây giờ thôi, bây giờ là năm 2024. Nên là lần nào mà đi Sài Gòn về là cứ phải đổ đầy bình luôn. Về đi còn chán, mới phải đi đổ, chứ mỗi lần đi đổ vừa đi vừa về 7-8 cây số không đơn giản đâu. Thế mới biết người xưa bảo coi như là dầu nhà quê không bằng kẹo lê ở thành phố. Ở thành phố có khi chỉ trong vòng coi như thế là 1 km hoặc 2 km là đã có chỗ đổ xăng này. Nhưng ở bản thì thôi, và cụ thể như bản của mình thấp nhất thì phải 4 km, tức là vừa đi vừa về là 8 km mới có chỗ để mà đổ xăng. Đây đến đến trường đây rồi.
trường này. Đến địa điểm để đón đại ca rồi, nên là bây giờ dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn, thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.